Xin chào và cảm ơn anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy, và em là Minh Huy đây. Video hôm nay Minh Huy có rất nhiều những sản phẩm cho quý anh chị như là Z Flip 5G hàng siêu lướt này. Ngoài ra thì em còn có là Z Fold hàng siêu lướt, có cả hộp Fold 4, Flip 4 hay là những dòng khác như S21 Ultra, dòng Samsung giá rẻ tầm 2 triệu hơn 1 triệu cũng có nhá. Rất là nhiều mẫu máy ở đây. Anh chị đặt hàng thì trực tiếp 0933 600 386. Và với những anh chị là khách hàng mới trên Di động Minh Huy thì em xin phép giới thiệu một chút. Di động Minh Huy là kênh chuyên mua bán những dòng điện thoại cũ và những dòng điện thoại mới, những dòng điện thoại lướt với mức giá rất là hợp lý. Anh chị đặt hàng có nhu cầu liên hệ trực tiếp 0933 600 386 nha. Nhà em chuyên bán những dòng LG, Sony, Samsung là chủ yếu và Sharp nữa, rất là nhiều mẫu máy ạ. Và nhận máy anh chị được kiểm tra thử này, được lắp sim dùng thử này, được nghe gọi thử này, được chụp ảnh quay video thử và được dùng thử một chút. Sau đó thì sẽ được nhận máy, ok rồi thì sẽ được kiểm tra thanh toán nhá. Và nếu anh chị muốn kiểm tra lâu hơn thì cứ làm việc trực tiếp với shipper là được, mình khéo léo một chút là ok anh chị nhá. Máy em bán ra đều được bảo hành 3 tháng, lỗi đổi trong 15 ngày đầu cho quý anh chị yên tâm sử dụng. Còn những con máy mà em thanh lý hộ khách hoặc bán hộ khách thì em sẽ bảo hành ngắn hơn và sẽ báo rõ cho quý anh chị sau. Ngoài ra ấy thì máy em bán ra 100% tặng phụ kiện gồm có này, những con máy đời cao sẽ tặng kèm là ốp lưng, dán màn hình, sạc cáp. Sạc cáp là em tặng loại sạc cáp chuẩn zin siêu nhanh 25W. Và nếu mà anh chị miễn phí ship toàn quốc cho anh chị đăng ký kênh và chia sẻ kênh nữa. Nếu mà anh chị không lấy combo khuyến mãi của em thì trừ 200.000 với những dòng máy cao, còn những dòng máy thấp ấy thì trừ 100.000 anh chị nhá. Không để quý anh chị chờ lâu nữa, em lên ngay cho quý anh chị những mẫu máy hôm nay luôn. Đầu tiên em sẽ lên những mẫu máy tầm thấp đến tầm cao trước nha. Đây là lên tay em, đây là con Samsung Galaxy A42. Con này thì A42 5G anh chị nhá, tình trạng máy móc lưng đẹp này, khung viền các cạnh em thấy là cũng bóng loáng rất là đẹp. Cái dòng A42 5G này chip khỏe, cấu hình khỏe mà màn hình đẹp nha. Em này là có màn hình, là màn hình Super AMOLED rồi, rất là đẹp và sắc nét. Chip là chip Qualcomm 750 có hỗ trợ 5G. Con máy này nó khá là hài hòa, vừa có màn hình đẹp này, vừa có cấu hình khỏe này, lại có chip khỏe luôn. Pin thì là 5000 mAh, anh chị dùng 1-2 ngày khá là thoải mái. Hiện tại em A42 5G này giá tại shop Di động Minh Huy có bộ nhớ là RAM 8 này. Bộ RAM có 4GB, bộ nhớ là 128GB. Đấy, máy móc mượt mà ngon lành nhá. Màn đẹp, camera cũng nét luôn ạ. Cam trước nét căng này, cam sau thì cũng ở mức gọi là đẹp và sắc nét, có góc siêu rộng đầy đủ ạ. Và zoom giết các thứ đồ đầy đủ. Hiện tại em A42 này mức giá là 2.600.000 anh chị nhá. 2.600.000 thôi ạ. Đấy, tặng đầy đủ phụ kiện, đấy, hỗ trợ phí ship tận nhà. Samsung A42 có đúng một cây nhá. Tiếp tục lên cho quý anh chị một con Samsung Galaxy M53. M53 từ hôm nay em về được một đôi anh chị ạ. Tình trạng máy móc thì ngon lành, cụm cam sáng đẹp này, sáng đẹp nhá. Lưng thì có những cái vết xước gọi là cũng ở mức tương đối là đẹp, có những cái vết xước như hình đấy. Còn lại khung viền thì không có cấn móp gì anh chị nhá, khung viền không cấn móp gì, nó cũng không có xước sát gì đâu, nó chỉ có đôi tí gọi là đúng là có xước li ti thôi chứ không có cấn móp gì ạ. Màn hình thì kính đẹp không xước sát nhá, màn đẹp không màu ám. Em bóc ra anh chị xem này. Đấy, đây là cái miếng dán PPF nhé, trụ cũ người ta dán thôi, chứ còn mình bóc ra cái là đẹp len keng xe beng luôn. Màn hình thì sáng đẹp không ngô ám. M53 cái điểm mạnh lớn nhất là màn hình 6 in 7 này, công nghệ tấm nền Super AMOLED ạ. Vân tay rất là nhạy, màn đẹp không ngô ám gì. Cấu hình có RAM 8 nhé, bộ nhớ 128GB, mượt mà. Con này thì pin trâu 5000 mAh, camera cũng đẹp, cam sau lên đến 108 MP, có cảm biến góc rộng này, góc siêu rộng, cảm biến tele và cảm biến đo chiều sâu. Nói chung là cam cụm thì đẹp, cam sau cũng nét luôn, chức năng thì ngon. Giá em này em đang bán ở quý anh chị là có hai em nhá. Em bên này này là 3.800.000. Em bên này là 3.800.000 đồng ạ. Đây 3800 này. Còn em bên này ạ, giá là 3700. Máy em bán ra đầy đủ phụ kiện ạ, và hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc nhá. Có sạc zin siêu nhanh 25W luôn, cực kỳ chất ạ. Một đôi anh em M53. Mã này về thì em tin là cũng hết hàng rất là nhanh thôi, tại vì siêu mượt mà này, ngon lành, lại rất là ngon trong tầm tiền anh chị ạ. Samsung M53 nhá. Tiếp tục em lên cho quý anh chị phân khúc thấp hơn một chút là M33 nhé. Em còn một con, con này tình trạng là màn có xước lông mèo, nhưng em Huy đã dán cường lực lại rồi nên là đẹp, không nhìn thấy xước nữa. Màn hình rộng là 6:6 này, tần số quét màn hình 120Hz, RAM có 6GB, bộ nhớ em này sẽ có là 128GB, chạy con chip là Exynos 1280 cũng khá là mượt mà, vuốt đến đâu là đi đến đấy nhá. Con này pin là 5000 mAh, cũng có hỗ trợ sạc siêu nhanh 25W. Con này em bán ra thì tặng kèm cường lực đã dán sẵn này, có ốp lưng, giá thanh lý cực kỳ mềm, bình thường bán 3 triệu, hôm nay bán 2.500.000 thôi, có đúng một cây. Samsung dòng M dòng A thì em đang có là
Samsung. Đây, dòng A em đang có là A32 đấy chị nhá. Con này là con cuối cùng của lô A32 rồi. Tình trạng lưng liếc thì cũng có đôi tí xước thôi, nhưng mà dòng A32 này thì camera và màn hình cực kỳ đẹp nha. Màn hình 6.4 inch sáng đẹp, tần số quét là 90Hz rồi. Camera sau là cam chính là 64 megapixel nhá. Cam trước 20 chấm này vẫn cứ là nét căng và đẹp này. Cam sau 64 chấm, rất là đẹp và nét luôn. Phân khúc hơn 2 triệu chọn con này quá là ngon. 2 triệu 6 có ngay một con Samsung Galaxy A32 được chưa ạ? A32 nhá. Rồi, dòng M, dòng A thì gần như là cũng gọn hàng rồi, cũng không có hàng mà bán nữa anh chị ạ, rất là gọn rồi. Tiếp tục em sang những cái dòng cao cấp hơn của Samsung. Lên cho quý anh chị cái dòng Samsung S10 này, S10 Plus. Con này có cấu hình như sau này. Đầu tiên là thiết kế kính lưng rất là đẹp nhá, ống hào ánh này, khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới các cạnh cũng ở mức gọi là cũ đẹp, rất là ok luôn. Màn hình thì sáng nét đẹp, không màu ám, không phân màu gì. Em này có cấu hình RAM 8 bộ nhớ 128, chip là chip 855, màn đẹp không màu ám nhé, cong tràn hai bên này, cực kỳ là chất lượng luôn đúng không ạ? Quả màn hình siêu chất, siêu bền lành. Con này thì sẽ có là camera phía sau 0.5 này, góc siêu rộng nhá, X1. Nói chung là cái dòng Note và dòng S nó vẫn là một cái gì đấy nó cực kỳ huyền thoại. Đấy, chất lượng cực kỳ luôn, ra mắt nó 20 mấy triệu nó phải khác. Con này bây giờ có 4 triệu anh chị ạ, 4 triệu thôi. Mua về lắp SIM là dùng, tặng ốp lưng, tặng dán màn, tặng sạc cáp, miễn phí ship toàn quốc. S10 Plus. Tiếp tục lên cho quý anh chị mã S20 đi. Dòng 20 thì em có một em S20 FE đây. Con này thì tình trạng lưng nó hơi nhăm nhé, lưng nó hơi nhăm thôi. Còn khung viền cạnh trên cũng đẹp này, cạnh bên, các cạnh phải nói là rất là hoàn hảo. Cái phần lưng thì chắc là chủ cũ người ta dùng ốp mà không có người ta không có lấy cái bụi trong ốp ra. Màn hình cũng ở mức tương đối là đẹp nhá, gọi là tương đối thôi. Giá này em thanh lý một con thôi, 3950 là vẫn đầy đủ phụ kiện, vẫn có đầy đủ phụ kiện ạ. 3950K nhá. Đây, 3950K được chưa? Con này là con Samsung Galaxy S20 FE 3950K, màn hình cũng ở mức ở tương đối là đẹp, chức năng ngon nhá. Có ốp dán sạc cáp đầy đủ. Dòng này thì RAM 6, bộ nhớ 128, chip Qualcomm Snapdragon là 865. Đấy, camera thì nét đẹp, có hỗ trợ zoom 30x. Màn hình thì sáng đẹp, không ố ám. Chip thì khỏe, pin 4.500. Đấy, đầy đủ phụ kiện là 3.950. Có một cây anh chị chụp màn hình, gửi Zalo 0933 600386 em đi báo chi tiết cho. Dòng 20 em còn có là 20 Plus. Mã này thì cực kỳ chất và ngon lành luôn, cực kỳ là đáng sở hữu nhá. Con này thì sẽ có phần lưng có hai màu, ba màu luôn ạ, màu đen, màu xám và màu xanh cho anh chị lựa chọn này. Máy sẽ có một cái màn hình đẹp nhá, đẹp cực kỳ luôn. Màn hình rộng 6.7 inch này, được chưa, cực kỳ đẹp và sắc nét, cong tràn hai bên như thế này. Tần số quét của màn hình là 120Hz. Cấu hình em này sẽ có là RAM 12GB, bộ nhớ em này sẽ có là bao nhiêu ạ? RAM 12, bộ nhớ 128. Con chip là con chip xử lý Qualcomm Snapdragon 865 nhá. Và camera thì nét căng luôn, cam sau này 0.5x1, zoom lên đến là 30x ạ. Camera phía trước cũng ở mức gọi là đẹp và sắc nét luôn. Giá gọi con S20 Plus thì ối rồi ôi luôn ạ. 5.200k một cây thôi, full phụ kiện đồ chơi nhá, ngập đầu. Đấy, nói chung là có hết từ A đến Z luôn, 5200 thôi. Được chưa? Đấy, tặng đầy đủ phụ kiện miễn phí ship toàn quốc ạ. Có 3 màu là màu đen, màu xám và màu xanh cho anh chị lựa chọn nhá. Dòng 20 thì em đang có nữa là hết rồi. Lên cho quý vị dòng 21. 21 đây, lên 21 Ultra đi. Rất là đẹp nhá. 21 Ultra đang có 2 màu là màu trắng và màu đen này. Tình trạng máy móc ngon lành, khung viền cạnh trên cũng đẹp này, cạnh bên cũng đẹp, cạnh dưới cũng đẹp, các cạnh rất là đẹp. Đấy, màn hình thì sáng đẹp, không màu ám gì, chức năng ngon nhá. Cái dòng này thì siêu bền, siêu đẹp luôn ạ. Màn hình siêu nét 6 inch 8, 120Hz, rất là ngon. Về cơ bản thì pin 5000 nữa. Cấu hình ngon nhá, RAM 12 bộ nhớ 128. Bản Mỹ sẽ có 2 SIM, một SIM vật lý, một eSIM. Nó cực kỳ đẹp anh chị ạ. Máy nó nét này, nét căng luôn, cụm cam sáng choang, khung viền cực kỳ đẹp nhá. Chân sạc thì có con có xước đôi tí thôi, còn có những con rất là bóng nhẫy như này. Đấy, rất là chất lượng đúng không ạ? Màn đẹp không ồ ám, không phân màu gì. S21 Ultra giá êm nhá. Con này là 7990K. 7990K, full đồ chơi phụ kiện nha. Có hai màu là gì ạ? Màu đen và màu bạc cho anh chị lựa chọn nhá. Rất là ổn áp, được chưa? S21 thì em còn có S21 5G và S21 Plus nữa. Như ở đây có S21 Plus này, cấu hình khá là ngon, với RAM 8GB, bộ nhớ 128, cũng là con chip 888 trứ danh rồi. Rất là mượt mà và ngon lành nhá. Chip cao cấp flagship, màn hình 6 inch 7, tần số quét màn hình 120Hz. Máy móc thì mượt mà trơn tru rồi. RAM có 8GB, bộ nhớ là 128GB. Chip thì mượt mà, máy móc mượt nhá, vuốt đến đâu là chạy đến đấy luôn. Màn hình thì zin đẹp, không ồ ám gì. Cam sau cảm biến chính 64 chấm này, có góc rộng, góc siêu rộng các thứ đồ, zoom lên đến là 30x ạ. Chung cam cũng ok, cam trước cũng đẹp, mà giá cả cũng hợp lý. 6 triệu 3 là có một em
S21 Plus. Còn ngoài ra em có S21 5G này, giá 5 triệu 3, máy zin màn đẹp. S21 FE. 21 FE nhà em Huy cũng có nhá, tình trạng máy cũng là ngon lành luôn, máy zin màn đẹp, chức năng ngon. Em này thì có một cái màn hình nó to hơn rồi, 6.5 inch. RAM con này sẽ có là 6GB bộ nhớ 128, chip cũng 888 nhá. Pin 4500 và màn hình thì đẹp không ồ ám gì, cam trước nét căng này, cam sau cũng ở mức đẹp và sắc nét 0.5. X1 zoom 3x ạ. Cam này ra này, để zoom nói chung là zoom tít tù mù luôn. Cam trước cũng nét đẹp nhá. Loa kép nghe nhạc 2 pin 4500. Em này hiện tại bên em đang có mức giá rất là êm, đó là bao nhiêu ạ? 5 triệu. S20 FE nhá. À, S21 FE, xin lỗi là 21 FE, 5 triệu thôi. Đấy, tặng full ốp lưng dán màn xà cáp siêu nhanh 25W, miễn phí ship toàn quốc. Tiếp tục qua những cái siêu phẩm này cho quý anh chị được sở hữu và sờ soạng một tí nhá. Tại vì đây là những con máy rất là chất lượng đúng không ạ? À, lên cho quý anh chị con Lecaphone này. Gọi là Lecaphone nhá. Em Huy thì gọi bình dân dân dã thôi. Em Huy gọi là Leca thì anh chị cũng gọi là Leca cho em là được, chưa? Chứ còn đọc tên tiếng Đức thì nó loằng ngoằng cái mồm lắm. Design by Leca Camera Zegmani, sản xuất được gọi là design thiết kế ở Đức anh chị nhá. Con này Lecaphone, con này giá là 4 triệu 9 thôi. Tình trạng thì máy cũng có đôi tí xước như hình ạ. Được cái khung viền trộm vía là nó vẫn cứ là đẹp anh chị ạ. Khung viền con này thì cũng khá là ok đấy ạ, khá đẹp nhá. Và giá con này là thấp nhất là 4 triệu 9. Màn hình thì cũng ở mức gọi là tương đối là ok, chức năng ngon, máy móc mượt mà. Vuốt đến đâu thì đi đến đấy anh chị ạ, vuốt đến đâu đi đến đấy nhá. Cái dòng Leica và dòng R6 này thì nó cũng là anh em ruột với nhau nhá. RAM 12GB, bộ nhớ là 256GB, chip Qualcomm Snapdragon 888, thiết kế rất là bắt mắt, giá 4 triệu 9 thôi ạ. Cảm biến camera 1 inch phía sau này, camera phía sau 1 inch nhá. Camera thì em thấy là cũng ở mức gọi là tương đối là ok, cam trước cũng được mà cam sau cũng được. Đấy, anh chị mà thích chụp ảnh chuyên nghiệp thì mua con này nhá. Còn nếu mà anh chị mà thích chụp ảnh bình thường thì mua Samsung, chụp ảnh nó bình thường hơn. Đấy, được cái thiết kế quá ngon, 4 triệu 9. Còn có một em nữa này, Leica 5 triệu rưỡi ạ. Lưng liếc cũng ở mức gọi là đẹp nhá, cụm cam sáng đẹp này. Khung viền cạnh trên gọi là nét căng luôn ạ, cực kỳ đẹp. Cạnh bên cũng đẹp nhá, cạnh dưới cũng đẹp nhá, và cạnh này cũng đẹp. Màn hình thì cũng ở mức gọi là tương đối như những dòng sáp Leica hay R6 khác thôi. Màn hình rộng 6 inch 6 này, tần số quét 240Hz, độ sáng 2000 nit, rất là hoành tráng. Vân tay một chạm bên trong màn hình. Đấy, anh chị lưu ý giúp em là dòng Leica và dòng R6 ấy thì là những cái dòng có độ sáng cao 2000 nit và tần số quét cao 240Hz. Vì vậy qua thời gian dài sử dụng thì máy có thể là nó sẽ bị chấm sáng li ti hoặc là có lưu hình siêu nhẹ nhá, nhưng mà những con này em Huy cũng lựa chọn những con máy nó ok nhất rồi. Đấy, nên anh chị cứ yên tâm, 5 triệu rưỡi ạ. Đấy, có một em Lecaphone 1 nhé, cực kỳ chất, cái này lau là sạch là đẹp nhé, tại vì tay em mồ hôi. Xương xương là hết rồi. Lên cho quý anh chị quả Z Flip 5G này. Z Flip 5G là Z Flip 2 anh chị ạ. Con này thì ra chung với lại dòng S21 và 21 Ultra. Xin lỗi anh chị là ra chung với dòng 20 và 20 Ultra. Xong thì mức giá nó quá là êm. Hiện tại lúc ra mắt nhá, nó là tầm 23-24 triệu. Tại vì Flip 5G nó cũng là một cái đột phá lớn trên cái dòng màn hình gập anh chị ạ. Đây, ôi dồi ôi, nhìn nó mê không? Flip nhá, đây, em lắp cái hộp vào này. Rất là khó nha, vận chuyển cái hộp này nó cũng đắt thêm đấy ạ. Nhưng mà vẫn vận chuyển đầy đủ cho anh chị. Đấy, kéo ra. Z Flip nha, 256GB anh chị ơi, 256GB anh chị ạ, lưu trữ thoải mái nhá. Bên trong thì sẽ có cái này này, anh chị mà thích thì em đựng thêm cái này vào nhá. Em bọc thêm cái này vào cho quý anh chị, là lúc nhận là nó sẽ như thế này, nhìn như mới luôn đúng không ạ? Bóc hộp rất là sướng. Bên trong thì sẽ có một con Z Flip 5G. Z Flip 5G thì sẽ có 5G là đầu tiên này, tại vì nó là Flip 5G nhá. Đầu tiên là màn hình, máy sẽ có màn hình là 6 inch 7, rất là đẹp và nét, nét căng luôn, chức năng ngon. Cấu hình sẽ có là RAM 8, bộ nhớ là 256GB, chạy con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 865 Plus, chip thì khỏe mạnh rồi. Viên pin thì nó cũng ở mức vừa vừa anh chị nhé, anh chị dùng viên pin tầm 3.300 cũng ok. Tên là Flip 5G này, về lắp sim vào là dùng thôi, màn hình đẹp. Em thích nhất con máy này đó là thiết kế rất là chỉn chu, ngoại hình có rất là đẹp này, lưng đẹp này, lưng trên đẹp ạ. Gáy ghiếc vẫn còn rất là đẹp, và nói là máy cũ nhưng như thế này rất là đẹp luôn. Cái quan trọng nhất là cái màn hình ấy ạ. Màn hình anh xem kỹ này, nếp gấp này, không có bị nhăn hoặc là bị rạn. Thứ hai là miếng dán màn hình chính hãng vẫn còn nguyên ở đây, chứng tỏ đây là một con máy rất là chất chơi người rơi nhá. Máy chất cực kỳ đấy ạ. Cam trước nét căng này, cam sau cũng đẹp nhé, căng nét luôn. Bên ngoài nó sẽ có một cái camera, cái màn hình phụ nữa giúp chúng ta đọc thông báo nhé. Cái màn này có 1.1 inch thôi, rất là nhỏ gọn nhưng mà cũng khá là hữu ích đấy ạ. Ví dụ anh chị muốn chụp bằng camera sau ấy thì vẫn có thể dùng cái màn nhỏ này để điều khiển cơ bản được, nó khá là hay nhé. Đấy, chưa, phóng to thu nhỏ này, màn có in mốt thôi nhưng mà rất là chất. Con này em sẽ để cho quý anh chị qua livestream là hôm nay là 4.700.000. Đấy, con này thì giá nó rẻ hơn cả con
S20 S20 Plus cơ. Cùng chip nhá, cấu hình tương đương nhau, mà con này thì chỉ có bao nhiêu ạ? 4 triệu 7 thôi, full box nhá. Full box full phụ kiện như này. Đấy. Rất là chất lượng đúng không ạ? Full box. Nói chung là kiếm được con máy như này cực kỳ chất và khó. Nếu mà anh chị nào có ý định sưu tầm hoặc là yêu thích dòng máy này từ lâu rồi mà chưa có cái điều kiện mua thì hôm nay có thể mua được rồi đấy ạ. Tại vì mức giá nó còn phần lẻ so với lúc mới ra thôi, 4 triệu 7 nhá. Vẫn tặng sạc cáp này, miễn phí ship tận nhà trên toàn quốc thôi, 4 triệu 6 nhá. Hôm nay để 4 triệu 6 thôi. Tiếp tục này, dòng Fold đi. Dòng Fold thì hôm nay em về cực kỳ nhiều máy chất anh chị ạ. Máy chất cực kỳ luôn nhá. Phải nói là rất là chất. Đây này, em quay tại sao em nói là máy chất. Đây, dòng Fold này, máy tại sao lại gọi là máy chất. Đây, lên cho chị xem coi này. Anh chị xem giúp em cái viền nhá. Cái viền còn nguyên siêu ni lông viền này. Được chưa? Bóc ra là như mới luôn. Cái viền gáy này cũng còn nguyên siêu ni lông gáy. Bóc ra là như mới luôn. Những con máy chất này cực kỳ chất anh chị ạ. Phải nói là siêu chất. Không thể mà dùng từ nào diễn tả được. Nó đẹp như mới. Hàng tồn kho đẹp như mới bóc hộp luôn. Đấy, và bên trong màn hình ấy vẫn còn nguyên cái dán màn hình chính hãng. Được chưa anh chị thấy không ạ? Sao mà thấy được? Tại vì cái dán chính hãng ấy, người ta làm rất là khéo nhá. Mình nhìn không ra được. Và bên trong có nhiều con còn có nguyên cái siêu ni lông này. Siêu ni lông của cái viền màn hình. Có nghĩa là nó giống như một con máy mới xuất xưởng luôn anh chị ạ. Phải nói là rất là chất, cực kỳ chất luôn. Và có cả những em nhá, còn nguyên hộp này. Hộp thì trùng y máy máy nhá, trùng y máy máy và còn nguyên hộp luôn. Đấy, em này thì có cấu hình như sau. À, siêu dán này, siêu gáy này, còn nguyên hết anh chị ạ. Nói chung là cơ gập nhẹ nhàng chưa? Ui dồi ôi. Đấy. Thẳng tắp luôn, cực kỳ chất nhá, siêu siêu chất. Nói chung là cái hàng này có tiền nhiều khi cũng không mua được anh chị ạ. Thật lòng luôn đấy, anh chị mua về sưu tầm vẫn cứ là chất, tại vì nó là những con máy chất của máy chất rồi. Con này có này, RAM 12, bộ nhớ 256GB, con chip là con chip Qualcomm Snap 8 Gen 1 nhá. Màn hình sáng đẹp này, hai SIM hai sóng được chưa? Có ghi âm cuộc gọi luôn, pin 4400, nói chung là chức năng ngon. Màn hình chính rộng 6.7 inch và xin lỗi là 7.6 inch. Tần số quét 120Hz rất là mượt và đẹp nét nhé. Và có camera trước này, ẩn bên dưới màn hình. Lúc em bật cái camera trước lên ấy thì camera trước nó mới hiện ra nha. Đây, cam trước này. Đấy, thì nó mới hiện ra, đúng không ạ? Còn nếu mà em tắt camera trước đi ấy thì nó là cái màn hình thôi. Đấy, rất là hay nhá. Fold 4 nó quá là đẹp rồi. Nó thiết kế vuông vắn này đúng không? Ai mà chả thích vuông vuông vắn vắn đúng không? Đấy, em cũng thích mà, cụm cam này. Ôi rồi, máy đẹp không khác gì một con máy mới cả. Thứ hai là cái màn ngoài cũng đẹp nhá. Màn ngoài thì rộng là 6.2 inch, 120Hz và camera của màn ngoài đây hiện rõ ràng luôn, cam trước này. Cam sau vẫn nét căng nhá. Còn nếu mà anh chị muốn chụp ảnh nét hơn ấy, đây em bày cho một cách này. Anh chị bật cam sau lên, bật cái này lên. Selfie à, selfie đúng là nét căng đét luôn nhá, cực kỳ căng, căng cực luôn. Nói chung là đây là con Z Fold 4 chất, rất là chất mà em Huy từng gặp. Phải nói là hết cái lứa này thì khó mà gặp được cái lứa khác. Nên anh chị đang muốn mua thì có ý định mua thì mua sớm nhá. Tất nhiên là hàng chất nhập giá nó sẽ cao hơn, nhưng em Huy vẫn không tăng giá, giá vẫn như cũ. Với những em máy chất như thế này mà full box ấy, có đúng một cây thôi là 14.2 triệu. Còn lại nhá, hai cây còn lại này, một cây màu vàng này, một cây màu xanh này, được chưa? Nguyên ni lông từ tây sang đông này, thì giá hai con này mỗi con là 13.9 triệu. Tặng phụ kiện và miễn phí ship toàn quốc cho anh chị nhé. Có cả ốp lưng gửi từ bên bệnh về luôn. Ốp lưng thì có hai cái nhé, gửi từ bên bệnh về thì em cũng tặng kèm khách hàng luôn nhé. Đựng cái máy vào nhìn nó cũng rất là chắc chắn và lịch sự, đúng không? Đẹp nhé, siêu đẹp luôn, Kundo gì đấy này, rất là đẹp và gần như là rất là chất. Đây có hai cái ốp lưng thì em sẽ tặng cho hai khách hàng đặt hàng sớm nhé. Ốp đều là Kundo luôn này. Ốp bên bệnh nhé. Ốp bên bệnh về. Đấy, được chưa? Rất rất là ok đúng không? Rồi, đây là dòng Fold 4. Rất nhiều cảm xúc anh chị ạ. Flip 4 em cũng có này. Hôm nay về được đúng một cây thôi. Tình trạng máy thì zin đẹp nhá. Màn hình thì vẫn còn nguyên miếng dán chính hãng này. Khung viền thì em thấy là cũng ở mức rất là đẹp. Đấy, đẹp cũng gọi là rất là đẹp đi. Phần gáy thì vẫn còn nguyên cái phần ni lông dán bảo vệ gáy. Nói chung là con này thì cũng gọi là hàng siêu siêu lướt cho anh chị nhá. Chức năng ngon. Flip 4 thì sẽ có RAM 8, bộ nhớ 256 này. Hai SIM hai sóng, có ghi âm cuộc gọi nhá. Em này hiện tại bên shop di động Minh Huy ấy, giá để quý anh chị con Flip 4 này rất rất là yêu nha. 699MK, 256GB nhá. Đấy, anh chị nào mà mua máy con này của em về mà chê thì em cũng hạ luôn đấy, không thể chê được. Chê là em trả hàng, em hoàn tiền ngay cho quý anh chị nhá. Chê điểm gì nó về là điểm quan trọng. Tiếp tục lên cho quý anh chị thêm dòng S22 Ultra. Đây là máy Mỹ anh chị ạ. Có phiên bản là 256GB lẫn 512GB và 128GB đều có hàng nhá. Đây. 256, 128, 512GB đều có hàng.
Bạn 128GB ấy, thì giá chỉ là 11 triệu tròn thôi. Với dung lượng RAM là 8GB bộ nhớ 128. Bạn 256GB như em này thì giá hiện tại bạn 256GB là 12 triệu rưỡi và bạn 512GB là 13 triệu. Đây là bạn 256GB này 12 rưỡi, máy thì đẹp nét keng xe beng luôn. Màn hình thì sáng đẹp nhá, ngoại hình lưng viền vỏ cũng rất là đẹp, được chưa? Em này hiện tại bên em đang có mức giá là 12 triệu rưỡi cho bạn 256 và 13 triệu cho bạn 512GB. Ngoài ra bạn 128GB đang có mức giá là bao nhiêu? Mức giá đang rất là hấp dẫn, đó là 11 triệu. Máy sẽ có màn hình này, rộng 6.8 inch, đẹp. Pin 5000, tần số quét màn hình 120Hz rất đẹp nhá. Viên pin 5000 này. RAM em này sẽ có là bao nhiêu? RAM em này sẽ có là 12GB bộ nhớ 256GB. Chip là con chip sử dụng con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, màn mực ok. Cam 100 chấm và có hỗ trợ zoom 100x, có cảm biến 0.6 này. Zoom 100x ngon lành luôn, nói chung là cam thì không phải chê rồi. 22 Ultra nhá. Có cả S Pen này, có vẽ viết, có điều khiển từ xa ngon lành. Cái dòng này hiện tại bên em như em đã bảo đấy. 128GB 11 triệu, 256GB là 12 triệu rưỡi và 512GB là 13 triệu. Rất rất nhiều mẫu máy ở đây anh chị tham khảo nhá. Quay qua một chút với dòng Sony cho những anh chị chưa mua được, có thể là tham khảo luôn dòng Sony cho em Huy nhá. Sony thì em Huy đang có một số dòng Sony sau này. Đầu tiên là Sony Xperia X5, X5 đời 4. X5 đời 4 thì cấu hình khá là ngon rồi. Trên tay em đây là X5 Mark 4 nhá. X5 Mark 4 này cấu hình RAM sẽ có là 8GB bộ nhớ 128, con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, mà con này pin 5000 nhá, mà thiết kế nó mọng ơi là mọng này, cho anh chị xem qua này. Pin 5000 của Samsung với pin 5000 của Sony nó lệch nhau một trời một vực luôn đúng không? Sony thiết kế cực kỳ tinh tế. Thứ hai là màn hình thì nét đẹp không màu ám nhá, màn hình 6 inch 1 120Hz, nét căng luôn, pin 5000, RAM 8 bộ nhớ 128, chip Snap 8 Gen 1. Con này ấy là đời cao hơn con này nhá. Con này cao hơn con này một đời này. Nhưng mà giá con này rẻ hơn, có 7 triệu 7 thôi, đang giảm giá về 7 triệu rưỡi cho anh chị đặt hàng ngay trong hôm nay. Đấy, và tặng phụ kiện đầy đủ, đấy, hỗ trợ phí ship toàn quốc cho anh chị luôn. Còn con Sony thì không nhỉ? Sony đang có nữa là con Sony Xperia X1 Mark 3 này. Con này thì màn hình 4K 120Hz nha, rất là chất lượng. RAM em này sẽ có là 12GB bộ nhớ 128GB. Con chip là con chip Qualcomm Snapdragon 888, RAM 12 bộ nhớ 256 nha. Đấy, chip 888. Màn hình 6 inch rưỡi 120Hz rất đẹp. Ngoại hình zin đẹp nhá, giá em này là 6 triệu 2. Đấy, máy nét nhá, máy nét 6 triệu 2. Sony Xperia X1. X1 đang có là ngoại hình khung viền cạnh trên, cạnh bên, cạnh dưới, các cạnh cũng còn rất là đẹp ạ. Màn hình thì 6.5 inch, độ phân giải màn hình là 4K nhá. RAM 6, bộ nhớ là 64, chip là Qualcomm 855. Sony X1 hiện tại bên em đang có mức giá rất là hấp dẫn là 2 triệu 6. Mới tăng 100 nghìn đấy. So với đợt trước là 2 triệu 8 á. Đây là Sony Xperia X5, em đang có màu trắng cho quý anh chị lựa chọn nha. Tình trạng máy zin, màn đẹp, ngoại hình đẹp, nói chung là quá là phấn khởi luôn anh chị ạ. Giá thì rất là hợp lý rồi, 2 triệu 6 một cây thôi. Đấy, máy thì sẽ có màn hình là 6 inch 1 nhá, rất là nhỏ gọn, thiết kế đẹp cực kỳ này. Đấy, và RAM con này sẽ có là 6GB bộ nhớ 64, chip 855. Sony X1 Mark 2 em đang còn tầm là 3 triệu 7 đến 4 triệu. Tình trạng máy móc thì khung viền các cạnh đẹp này, chức năng ok nhá. Màn hình thì tùy theo máy mà giá khác nhau. Màn tương đối là đẹp thì giá tầm 4 triệu, mà màn có lưu siêu nhẹ thì giá tầm 3 triệu 7 nhá. Màn tương đối, nói chung là nhìn qua video thì không thể biết được là con nào màn như thế nào, nhưng mà nhận máy thực tế thì cũng không biết được. Tiếp tục lên cho quý anh chị con Sony Xperia X10 này. X10 em đang có là X10 Mark 4 nhá. Cấu hình thì khá là ngon rồi, máy zin đẹp nhá. Zin đẹp nét, RAM con này sẽ có là 6GB bộ nhớ 128. Giá em này là 3 triệu 7 chín chục, đang giảm một chút thôi. Còn 3 triệu 7 nhá. Màn hình là 6 inch 1 tỷ màu, cấu hình ngon, RAM sẽ có là 6GB bộ nhớ 128 rồi. Chip 6955G, pin 5000mAh, thiết kế mỏng nhẹ, khỏe, giá rẻ. 3 triệu 7 chín chục, hôm nay giảm về 37. Và rất nhiều mẫu máy khác, anh chị quan tâm mẫu nào liên hệ trực tiếp 0933 600 386. Số này em vừa có điện thoại vừa có Zalo nhá. Vì vậy anh chị có thể cần để kết nối. Chúc quý anh chị có một buổi xem video vui vẻ và chúc quý anh chị công việc hanh thông, mọi thứ thuận lợi và sớm ủng hộ em Huy nhá, kiếm được thật nhiều tiền. Rồi, ok. Em Huy xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo. Có câu hỏi nào comment bên dưới giúp em, có góp ý nào liên hệ trực tiếp em Huy nhá. Em Huy xin cảm ơn ạ. Nhớ kết nối Zalo em nhá.